Quận hạt Maricopa ở Arizona hiện đang đối mặt với nhiều thuyết âm mưu, bắt nguồn từ việc kiểm phiếu lại cho cuộc bầu cử năm 2020. Chúng tôi bị phỉ báng và phải chịu những lời cáo buộc vô căn cứ. Vào tuần trước, tài khoản Twitter của một ban kiểm phiếu lại tại Maricopa cáo buộc rằng quận hạt Maricopa đã xóa dữ liệu bầu cử và tiêu hủy chứng cứ. Hiện tại, cựu Tổng thống Donald Trump đang đưa ra nhiều tuyên bố không có căn cứ, buộc ông Stephen Richter thư ký quận hạt, phải lên tiếng bác bỏ. Đây là một văn phòng được vận hành bởi con người, và chúng tôi là con người. Nếu chúng tôi bị bôi nhọ danh tiếng, chúng tôi sẽ đáp trả. Ông Richard, một người Cộng Hòa, gọi các cáo buộc gần đây là sự đe dọa trực tiếp cho văn phòng của ông. Trong bài đăng trên Twitter vào cuối tuần qua, ông Richard viết rằng, mọi người không nên tiếp tục dung thứ cho sự dối trá trong tư cách là một đảng một tiểu bang và một quốc gia. Đây không phải là một trò chơi. Lý do khiến tôi phải đáp trả là vì tôi rất quý mến các nhân viên trong văn phòng của tôi. Hội đồng giám sát quận hạt Mericopa đã họp vào tối ngày 17 tháng 5 để thảo luận về tình hình thực tế và nói rằng các cáo buộc hiện nay là sai trái và nguy hiểm. Tôi cảm giác rằng hội đồng giám sát quận hạt Mericopa với đa số thành viên thuộc Đảng Cộng hòa sau cùng đã không thể tiếp tục nhượng bộ luật sư Dan Bohr, chuyên về quyền tu chính án số 1, hiện đang theo dõi cuộc kiểm phiếu lại. Ông nói rằng, việc đếm phiếu lại chỉ tiếp sức thêm cho các thuyết âm mưu nguy hiểm và gây hại cho nền dân chủ của Hoa Kỳ. Nền dân chủ của chúng ta phụ thuộc vào sự tin tưởng lẫn nhau và vào hệ thống chính phủ. Cho đến nay, không có bằng chứng nào cho thấy cuộc bầu cử đã diễn ra không công bằng và không chính xác. Vào chiều thứ Hai, ngày 17 tháng 5, Phó chủ tịch hội đồng giám sát quận hạt Maricopa, ông Bill Gates đã có cuộc họp báo về việc kiểm phiếu lại. Tôi muốn nói rõ rằng tôi tin rằng ông Joe Biden đã chiến thắng cuộc bầu cử và lý do khiến tôi có thể tự tin nói như vậy, đặc biệt là tại quận hạt Maricopa, là vì chúng tôi đã kiểm tra lại mọi chi tiết. Chúng tôi đã làm việc một cách chuyên nghiệp vào trước và trong ngày bầu cử. Mọi người đã làm việc đúng yêu cầu. Chúng tôi đã kiểm tra mọi giả thuyết và chúng tôi đã xác nhận kết quả bầu cử vào tháng 11 năm ngoái. Đã đến lúc nói rằng mọi chuyện đã quá đủ. Đã đến lúc phải đẩy lùi sự dối trá. Chúng ta phải làm điều này với tư cách là thành viên Đảng Cộng hòa, thành viên hội đồng giám sát và với tư cách là người dân của một quốc gia. Nếu không, chúng ta sẽ không thể tiếp tục đi tới để có được một cuộc bầu cử vào năm 2022 mà mọi người đều có thể tin tưởng, bất kể kết quả như thế nào. Một lần nữa, đây không phải là một cuộc chiến mà tôi hay bất kỳ người nào ở đây lựa chọn, nhân tiện, tôi muốn cảm ơn mọi người vì lẽ ra họ không phải ở đây, nhưng họ đã có mặt tại đây vì chúng tôi đã làm việc cùng nhau. Chúng tôi muốn nói một lần cuối cùng rằng đã đến lúc phải bỏ qua quá khứ và tiếp tục đi tới. Như tôi đã nói, tôi không lựa chọn cuộc chiến này, nhưng cuộc chiến được đem đến chỗ chúng tôi bởi thượng viện tiểu bang Arizona khi họ thắc mắc về cách tổ chức bầu cử ở chỗ chúng tôi và nhiều người đã đưa ra các cáo buộc mang tính hình sự đó là lúc tất cả chúng tôi tin rằng mọi sự đã đi quá xa